Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Viện Cây giống Trung ương, Trung tâm giống cây trồng công nghệ cao. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến các bạn về cái lô giống vải ghép hiện tại của bên mình nhá. Hiện tại thì cây bên mình đang được đóng gói như thế này, mọi người có thể thấy đây. Cây như thế này thì mình đang chuẩn bị gửi đi cho khách rồi. Khách đến tại vườn bốc nên là mình sẽ đóng vào túi như thế này để tiện cho khách vận chuyển nhẹ nhàng hơn. Đây ạ, cây cối hiện tại thì đang rất là đẹp như thế này. Vải là một loại cây trồng rất là phổ biến tại Việt Nam rồi, nhưng mà cái giá trị kinh tế nó rất là ổn định. Đặc biệt là có thể mình trồng theo cái quy trình Việt Gáp thì có thể xuất khẩu ra các nước ngoài rất là tốt nhé. Nên thị trường vải hiện nay đang rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng các bạn nhé. Đây ạ, năm nay thì đa phần là vải của bên mình cháy hàng, nên là hiện tại cây cối thì ghép ổn định rồi thì mình đang bắt đầu xuất đi cho khách. Đây. Ngoài ra thì bên mình có xuất cây giống đi tất cả các tỉnh miền Tây Nguyên. Tây Nguyên thời điểm hiện tại thì đang trong cái mùa mưa nên là các bác mua rất là nhiều. Mọi người có thể thấy đây, bên mình đang đóng cây, quấn cây rất là gọn gàng và đảm bảo cho khách. Đấy, bác nào có nhu cầu mua cây giống thì cứ liên hệ trực tiếp về bên trung tâm theo số điện thoại trên bài đăng, hoặc là đến tại phố điện đến tại địa điểm nhà vườn Đạt Nhung, phố Nguyễn Mộng Tài, đường Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội để mình được xem cây và mua cây giống chuẩn nhé. Đây ạ, cây cối hiện tại đang rất là đẹp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhé. Tạm biệt mọi người.